Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghệ thuật và âm nhạc, và ba đời là đều làm nghệ thuật và âm nhạc. Thì may mắn là có ba là nghệ sĩ chơi saxophone. Mẹ em không chơi nhạc cụ, mẹ em thì thích kiểu thời trang rồi thêu thùa các thứ. Nhưng mà còn ông bà thì làm có người làm múa rối nước, có người làm cải lương, bên đàn cải lương hồi xưa. Lớn lên ở tầng 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 ba của một cái jazz club, nên là em tối nào cũng được nghe nhạc của mọi người chơi ở dưới nhà, và nó bằng một cách nào đó nó đã luôn nó đã đi vào tâm hồn của em. Đáng lẽ ra ba phải muốn truyền lại cho em cái đó, nhưng mà ba muốn em học piano, nên là 4 tuổi là em đã được học piano cổ điển. Nhưng mà em không có thấy nó phù hợp với mình, nên là em đã trải qua một cái giai đoạn mà thử nghiệm rất là nhiều cái thể loại nghệ thuật khác, như là múa ba lê nè, nhảy, hội họa, rồi làm kịch các thứ nữa, nhưng mà em chưa có tìm được cái niềm đam mê với nó. Em nghĩ là cái điều vui ở đây là vì mọi người hiểu được là em muốn làm nghệ thuật, và mọi người rất là support, chứ mọi người không có ngăn cản gì cả. Nhưng mà cái điều bất tiện có lẽ là tại vì mọi người hiểu được, nên là mọi người biết về cái gọi là cái cách hoạt động ở trong cái giới nghệ thuật đó, và mọi người đã biết là những cái sẽ có những cái khó khăn trắc trở gì, và mọi người nói hết cho em trước. Em nghĩ là cái lý do mà bố Tuấn không có cho em chơi saxophone, tại bố Tuấn nghĩ là đây là một cái nhạc cụ không phải dành cho nữ giới, tại vì nó quá là mạnh mẽ, nên là bố muốn là con gái là phải ngồi chơi piano nhẹ nhàng các thứ. Thường thì khi mà mọi người nghĩ đến nhạc jazz hay là saxophone thì mọi người hay nghĩ đến là một người đàn ông mặc vest, đội mũ phớt, xong rồi rất là lịch sự, xong rồi thổi kèn. Nhưng mà em không 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 hoàn toàn đồng ý với cái điều đó, vì là bất kể một cái nhạc cụ nào nó là phi giới tính, thì kiểu bất kỳ ai cũng chơi được nó, và không nhất thiết phải là một cá thể nào đó mới có thể chơi được cái nhạc cụ này. Vì là nhạc cụ thì mình chơi và mình nói chuyện với nhau qua một cái ngôn ngữ khác là âm nhạc, thì bất kể ai có niềm đam mê và tình yêu với nó thì cũng có thể được được nói lên bằng cái ngôn ngữ đó. Tức là nó tới một cái đoạn mà bố cảm thấy là em thật sự rất thích cái cây kèn này, và em nỗ lực rất là nhiều để cho bố cảm thấy được là ồ, bố an tâm là em sẽ dành thời gian cho nó, em đã và sẽ dành thời gian cho nó, và em sẽ thực sự thích nó. Thì bố ok thôi, bố kêu vậy thôi càng tốt, bố không phải đi thuê giáo viên dạy, bố dạy miễn phí ở nhà. Cái lúc còn nhỏ, mà lúc mà vẫn còn học với ba thì em lúc đó là em đi học từ sáng tới chiều về, xong rồi ba rất là bận, tại vì buổi tối thì ba đi diễn ở jazz club, còn ban ngày thì ba giảng dạy ở nhà, còn em đi học. Khi mà em về thì hai ba con chỉ có kiểu 1 tiếng rưỡi 2 tiếng với nhau để học thôi. Bố Tuấn là một người thầy rất là strict, rất là nghiêm khắc, thì không có chuyện mà không tập thì thôi ngưng tập đâu. Bố Tuấn rất nghiêm khắc, em nói vậy thôi. Sợ. Thực ra bố Tuấn nghiêm khắc, nhưng mà tức là các tất cả các học trò của bố Tuấn rất là thương bố Tuấn, tại vì nghiêm khắc, tại vì bố Tuấn muốn học trò mình giỏi hơn nên mới nghiêm khắc như vậy. Chứ thực ra là nó cũng works cho em, nó áp dụng được cho em, tại vì một đứa trẻ cứng đầu như em thì phải có một người thầy chỉ được. Đúng rồi, bố Tuấn là người dạy cho em những cái nền tảng, và bố Tuấn là người giống như là truyền lửa cho em á, truyền cái đam mê và lửa cho em, tiếp sức cho em. Thực ra bố nói vậy một phần cũng là nửa đùa nửa giỡn, em đi du học thì em nghĩ là sẽ có được nhiều cái trải nghiệm, và mình học càng nhiều thầy thì mình càng có nhiều cái kiến thức từ mỗi mỗi người một khác, mỗi người tiếp nhận kiến thức mỗi một khác, và mỗi người truyền đạt cái kiến thức đó một khác, thì em được tiếp cận với nhiều thầy hơn, và em giống như là được nhiều cái góc độ về về âm nhạc và giống như là saxophone hơn. Thực ra em thích saxophone vì cái âm thanh của nó. Em nghĩ là cái tiếng kèn nó không được tìm thấy ở, giống như là cái tần số hoặc là cái tiếng của cái kèn nó khó được tìm thấy từ những cái nhạc cụ khác.
nói sao cho hiểu. Nhưng mà giống như là kiểu bây giờ thời buổi công nghệ mình có thể tạo được cái tiếng kèn MIDI ở trên DAW hoặc là kiểu Logic hoặc là Pro Tools hay gì đó. Nhưng mà mình không thể tạo ra được một cái tiếng kèn thật từ một người thổi thật, là cái hồn của người ta thổi ra. Mặc dù là công nghệ bây giờ rất hiện đại, có những cái tiếng sound, những cái plug-in rất là xịn, nhưng mà cũng không thể tạo ra được một cái tiếng kèn thật. Và đúng rồi, quan trọng là cái thần thái với cái tình cảm mà cái người thổi kèn họ thả vào cái bài hát đó. Chưa bao giờ bố dạy em về cái cách trình diễn đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì em nhìn bố trình diễn nhiều quá nên là em bị ảnh hưởng cái phong cách biểu diễn từ bố đó nhiều. Nhưng mà tại vì em trẻ hơn thì em cũng có những cái khác so với bố. Nhưng mà nếu mà mọi người để ý thì lúc nào em cũng nhắm mắt thổi kèn. Nếu mà mọi người thấy em mở mắt thì lúc đó là chắc em đang giận ai trong bản nhạc hay gì đó, em mới mở mắt. Em nhắm mắt thì em có thể nghe được tốt hơn. Em nghĩ vậy thôi, nhưng mà em không biết nó có đúng hay không. Nhưng mà mỗi lần em nhắm mắt em chơi thì em có được một cái sự tập trung nhất định. Và em như cảm thấy mình được kết nối với cái bài hát đó một cách tốt hơn. Không, thực ra em mở mắt ra lúc duy nhất là em để nhìn đám đông, nhìn đường đi thôi. Như là kết nối lại và hoạt động ở trong nước và được hiểu hơn và được connect với các bạn trẻ Việt và mang cái những cái thông tin, những cái kiến thức mà em học được nước ngoài về chia sẻ cho mọi người. Dạ. Có chứ, em rất là bất ngờ khi mà thấy được là nhạc trẻ Gen Z Việt Nam bây giờ đã tiến xa hơn và được chơi ở những cái nhà hàng hoặc là những cái cà phê ở Mỹ. Và ngoài ra thì em có những cái người bạn nước ngoài mà em rất là bất ngờ khi mà họ biết đến nhạc Việt, nhạc V-pop và họ rất thích. Em có một người bạn thân rất thích Tờ Linh. Em cũng rất thích Tờ Linh. Tờ Linh là top 1 Spotify artist của em năm nay. Em nghĩ là em thích cái sự đa dạng và cái sự giống như là Tờ Linh dám làm á. Tờ Linh rất là nổi trội và Tờ Linh kiểu chất. Dạ, yeah. Thực sự thì em nghĩ là em cảm thấy nếu như cái bài nhạc nào mà em kết nối được và em cảm thấy như mình phù hợp với nó thì em sẽ làm liền luôn. Em vào việc ngay. Và đối với những người như những cái người mà em đã từng kết hợp rồi á thì thường là bọn em là bạn, hoặc là bọn em giống như là bọn em hiểu nhau hơn để làm việc dễ dàng hơn. Yeah. Tại vì những cái show diễn của em thì có đa phần là một nửa là người Việt mà một nửa là những bạn Mỹ, những bạn học sinh quốc tế khác đang học ở Berkeley hoặc là những người ở Boston mà họ thích thú với cái dòng nhạc gọi là jazz hop. Ở Mỹ thì em đang chơi hai dòng nhạc là jazz hop với lại Vietnamese fusion, tức là em kết hợp giữa nhạc dân gian Việt Nam với lại jazz. Nhưng mà thực ra thì cái chuyện genre, cái chuyện mà gọi là dòng nhạc, có thể loại âm nhạc bây giờ nó khá là dễ bending á, thì nhạc gì cũng chơi hết. Cái dòng nhạc Vietnamese fusion thì nó thực ra là đã được tạo ra từ rất lâu rồi, và chính ba của em là một trong những người chơi jazz fusion. Và bác Nguyên Lê, bác guitarist Nguyên Lê là một người chơi guitar rất là nổi tiếng ở Pháp. Ông là người gốc Việt nhưng mà ông sinh ra và lớn lên ở Pháp. Gần đây em có biểu diễn với ông Nguyên Lê. Dạ đúng rồi, em vừa diễn ngày 29, 30, 31 cùng với bác Nguyên Lê ở Jazz Club của bố. Thì chính những cái người bố và bác Nguyên Lê đã truyền cho em rất nhiều cảm hứng để chơi cái dòng nhạc đó. 4 đến 5 tháng đầu của năm 2024 em sẽ tập trung vào đi học. Sau đó em về Việt Nam hơn 3 tháng. Thì em sẽ dành 3 tháng đó để đi trải nghiệm, đi collab và đi làm nhạc với những anh em ở Việt Nam. Và có thể hè này em có những cái dự án để chơi nhạc live của mình và ban nhạc của em. Hoặc là có thể kết hợp với anh Lê Minh Hiếu và anh Sang Trịnh để làm những cái show nhỏ, lớn nhỏ gì không biết, show ở Việt Nam, và sau đó em sẽ quay lại Mỹ và học. Còn 2 năm nữa thôi. Rất là may mắn khi là trước khi vào Berkeley thì em học trường cấp 3 tên là Idol Arts. Thì cái trường này nó đã hỗ trợ cho em rất nhiều, prepare em và... Idol Arts là nó có liên thông hay là bắt
nó không có liên thông, nhưng mà nó dạy cho em những cái kỹ năng cần thiết và cái cách như là apply vào những cái trường đại học. Nó có một cái lớp riêng luôn là cách apply vào những trường đại học. Rồi lúc đó thì em apply Berkeley, thì em đã bay từ Cali qua Boston để thi in person, chứ em không thi online. Tại mặc dù họ có option thi online, nhưng mà em đã quyết định là bay qua thẳng Boston để thi. Và cái hôm đó em là người duy nhất mang cả một ban nhạc đến thi. Tức là thường thì mọi người đến thi thì mọi người sẽ mang nhạc cũ của mình đến và một cái backing track để bật nhạc để thi thôi. Nhưng mà em đã kêu gọi một ban nhạc đến đánh cùng với em ở cái phòng thi đó. Và các thầy cô rất là bất ngờ khi mà em là thí sinh gần cuối cùng của cái ngày thi hôm đó mà em đã làm được cái phần thi rất tốt. Em cảm nhận được rất là tự hào. Lúc đầu khi mà mới vào Berkeley thì em học IRP, tức là Independent Recording Production, tức là độc lập sản xuất. Nhưng mà sau hai kỳ học ngành đó thì em chuyển qua, em apply vào cái ngành khác là Music Production Engineering, tức là sản xuất âm nhạc và kỹ sư âm thanh. Thì hai cái ngành này nó giống nhau ở một điểm là nó đều là làm sản xuất, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là một cái là mình làm ở trong studio của mình tại gia, còn một cái là mình làm ở một cái studio lớn và phải nó chuyên sâu hơn về tần số âm thanh và những cái hơi technical hơn. Mỗi một cái học kỳ thì có một cái có những cái môn học khác nhau và cái lịch học khác nhau á. Thì có những cái môn học lúc đầu em mới học Berkeley thì có những cái môn học như là harmony, là em biết tiếng Việt là gì đâu, harmony ear training là luyện tai. Luyện tai thì vô lớp xong rồi thầy đánh nốt, xong mình nghe nốt đó nốt gì, xong rồi mình luyện coi là hợp âm này chưởng hay thứ, rồi thêm nốt như thế nào, rồi mình chép lại. Xong rồi có học arranging là phối khí, xong rồi học sản xuất, xong rồi học nói chung là cũng học rất nhiều những cái môn khá đặc biệt. Nhưng mà tới cái học kỳ sau thì em có đăng ký nhiều những cái môn thú vị hơn, giống như là kiểu khi mà được vào phòng thu em sẽ được giống như là trải nghiệm cái trong vòng 2 đến 4 tiếng đó thì em sẽ được trải nghiệm cái phòng thu của trường và em sẽ được ngồi tìm hiểu về phòng thu rồi cắm dây rồi giống như là làm sao để khởi động máy. Ở trường á thì em rất là thích một cái mà họ dạy là khi mà producer làm việc với một nghệ sĩ, nếu như mà trong cuộc đời thật á thì phải đi thuê studio, mà studio thì rất là mắc tiền, họ thuê theo tiếng rất là mắc tiền, thì producer phải như là làm việc rất là efficient, thì phải như là làm mọi thứ rất là nhanh, thì họ train cho tất cả mọi người cái thói quen làm việc efficient từng phút một và tập trung trong việc làm việc khi mà ở trong studio. Em nghĩ là nặng nhưng mà em thích nó vì nó challenge em, nó cho em rất nhiều thử thách và em được học về những thứ mà em không nghĩ là nó exist. Dạ, khá là hay. Ví dụ như là trước đây khi mà em nói em thích âm nhạc hoặc là em thích làm sản xuất, em chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày em phải ngồi đo trần nhà và phải giống như là tìm xem cái khoảng cách âm thanh travel hai bên như thế nào, rồi khi mà vào phòng thu thì đặt micro ở đâu cho hợp lý, rồi ca sĩ thì dùng micro nào, rồi saxophone thì dùng micro nào. Em rất là như là em là một cái đứa rất là thích tìm hiểu sâu về một cái vấn đề gì đó. Nếu mà em thực sự thích nó thì em nghĩ đây là một cái ngành học khá là phù hợp với em, khi mà nó đi rất sâu về chuyên môn của gọi là âm thanh, tiếng động và tần số. Dạ không, em đi học một mình và em ở chung cư. Em dọn ra ở chung cư chứ em không ở trong ký túc xá nữa. Tại vì em nghĩ là ở trong ký túc xá mình vẫn giống như là một em bé đi học xong rồi đi về ký túc xá của trường á. Nên là em xin ba mẹ dọn ra chung cư ở. Thì ở chung cư thì phải tự làm hết, tự nấu ăn, tự dọn dẹp nhà, tự làm tất. Em cảm thấy mình rất là may mắn khi bây giờ em đã được support từ ba mẹ rất là nhiều. Và ngoài cái chuyện được 100% học bổng ra thì giống như là nó đã giúp được cho gia đình rất là nhiều thứ. Thì cái khó khăn của em bây giờ, cái khó khăn duy nhất nó chỉ có là đồ ăn bên đó.
ấy quá. Ấy quá. Em nhớ đồ ăn Việt lắm, em nhớ cơm nhà Lào, rồi em nhớ đồ ăn ở nhà ở Việt Nam. Em nhớ đồ ăn Việt lắm, em nhớ cơm nhà Lào, rồi em nhớ đồ ăn ở nhà ở Việt Nam. Trường Berkeley có thể là rất là nổi tiếng, có thể là nổi tiếng nhất luôn về cái diversity của nó, tức là có nhiều người từ khắp mọi nơi trên thế giới đến. Berkeley là một ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới, và đây là một nơi mà tất cả những nghệ sĩ, hầu hết tất cả những nghệ sĩ, những nhạc sĩ muốn đi theo âm nhạc được đến học, nên là bất kỳ ai từ nơi đâu cũng biết đến và hướng đến Berkeley. Dạ rồi. Bên Mỹ em không làm việc, em đi diễn những cái show giống như là cho cộng đồng, tại vì em học sinh visa F1, em không được kiếm tiền ở Mỹ. Dạ. Hiện tại thì có anh Sang Trịnh chơi guitar, còn Lê Minh Hiếu chơi trống. Thì hai anh em có đi diễn cùng nhau rất là nhiều ở bên Mỹ, và ba anh em đi diễn cùng nhau rất là nhiều bên Mỹ, và bọn em tạo một cái ban nhạc người Việt ba người, trio, tên là Hay Ho. Ban nhạc tên là Hay Ho. Dạ, ban nhạc đã thực hiện rất là nhiều những cái dự án nhỏ nhỏ. Mọi người thì cũng có những cái plan cho những cái dự án lớn hơn ở Mỹ. Nhưng mà gần đây nhất, tiêu biểu thì em có làm một cái show ở cà phê Red Room 939, tức là một cái địa điểm nổi tiếng ở Boston, mà trước đây có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn, như là Tori Kelly nè, hoặc Ed Sheeran cũng đã từng diễn ở đó, Hozier cũng đã từng diễn, tức là những cái người mà trước khi họ nổi tiếng thì họ đã được mời biểu diễn ở đó. Và em rất là vinh dự khi được trường Berkeley chọn là một trong những học sinh tiêu biểu để biểu diễn ở cái hội trường đó. Và ban nhạc của em đã làm một đêm nhạc ở đó. Thực sự nói dám đam mê thì em đã dám. Em đối mặt qua cái chuyện mà phải dám đam mê với bố. Và chuyện dám rực rỡ thì em nghĩ là em rực rỡ đối với em, tức là em đã làm được những thứ mà em challenge bản thân trong cái thời điểm đó. Và em mong là một ngày nào đó nó sẽ được thực sự rực rỡ ở bên ngoài, để cho mọi người có thể nhìn thấy được và cảm nhận được.